tiếp tục hình đồng xe cơ cái giờ thứ hai nha mọi người. Bắt 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 bắ
Sẽ leo lên để cục dây để hạ nguyên cái đoạn thân này xuống nha mọi người. Lúc nãy là do không có hạ nguyên cây được và do ở dưới còn một số cây là chủ nhà họ cần chừa lại. Đây có cái cây hoa hoàng yến nè, ở dưới cây dừa, cây chầm ruột, với mấy cái dừa bên kia là giữ lại nha mọi người. Sẽ kéo cho ngã về hướng bên kia nha mọi người.